Đường từ sân bay Phú Quốc đến Vinpearl Safari khoảng 35 km. Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, phía tây nam của Việt Nam. Phú Quốc có diện tích 589,27 km, dân số năm 2020 là 144.460 người. Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc lớn nhất. Đảo Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển đẹp trải dài từ Bắc đảo tới Nam đảo, 99 ngọn núi, đồi và khu rừng nguyên sinh phong phú hệ động thực vật. Tại Bắc đảo Phú Quốc, du khách có thể ghé thăm những điểm đến nổi tiếng như làng chài Rạch Vẹm, Hòn Một, Bãi Dài, VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari Phú Quốc, Mũi Gành Dầu.